Em quên gốc rồi. À quên mất gốc à. Rồi ba con chim này mình chia sẻ làm sao vậy? Chia sẻ em giá còn 1 triệu thôi. Anh thấy 1 triệu một con hả? Dạ, một hai con kia 1 triệu và con kia 700 thôi. À con ngoài cùng ạ. Con ngoài cùng. Bên tường ạ. Là 700. Còn hai con này là một con 1 triệu. Dạ. Ủa giá hợp lý quá ta. À, bây giờ lấy trước cái con giữa. Dạ. 2 triệu chim lòng nha. Dạ. Con này là 1 triệu 3 chim lòng. Dạ. Con kia là 700 ngàn tặng luôn cái lòng. Tặng luôn. Đó nha. Tình hình mình lấy con giữa nha cả nha. Còn hai con hai bên á, anh em nào quan tâm á liên hệ với mình. Alo. À, ủa nhà mình ở khúc nào vậy? Dạ, 37 Phan Đình Phùng là cái chỗ đây nè. 37 Phan Đình Phùng. Mình ở cái cổng chào đi vào. Cái chỗ đấy. Thế giới di động đi vào một xíu nữa ấy. Thế giới di động đi vào một xíu. Mình đang ở ngay mình. Cái chỗ bùng pin đây này. Mình đang ở ngay chỗ trường tiểu học thị trấn Đắk Đo. Đi lên cái đoạn nữa. Đi lên cái chỗ đường bùng pin á. Bùng binh đâu? Bùng binh Đắk Đo đây nè. À bạn đang ngay bùng binh Đắk Đo à? Ở nhà em ở trên đây mà. À mình chạy vô tới trường tiểu học rồi để mình quần ra lại. Rồi hello cả nhà nha. À, tình hình sáng ngày hôm nay tiếp tục mình đi săn chiến binh nữa nha, mời cả nhà cùng mình đón xem. À, ngày hôm nay đi săn được chiến binh gì nha. Chim không? Nhà nuôi ba con à hả? Đây em xe chạy. Tặng hai gói cám vũ cơm tôm xài trải nghiệm. Dạ cảm ơn. À, ủa nhà mình hồi giờ ở đây à? Em mới chim qua nhà đấy. À chim một lòng hai lòng cũng lòng đấy, đâu có chim đâu. Ủa mấy hôm mình đi làm nghề chụp ảnh mà nay em đổi nghề qua để xe đấy. Tại đó coi sao không làm nữa, thích bòn trên nghề. Rồi giờ mình coi đâu ta, đây là sau hay là trước, chỗ nào nó yên tĩnh đó, mình coi nó dễ. Rồi sau luôn hả? Ô, sao khóc rồi? Nhà có hít hơi buồn buồn xíu anh. À. Ủa nhà đây là nhà mình hay sao? Dạ. À mình mua nhà ở đây. Đồ này dễ là cho nó treo dây phao đồ chơi luôn được nè. Được anh, bóc đây được hả? Ờ được, treo dây phao đồ. Chỗ nào anh thấy được thì em bóc. Treo sát sát tới cái chỗ cái vách tường á. Vách tường đây. À, sát trong góc đi hả? Đó. Ủa, ba con chim là ba con chim vùng nào vậy? Dạ, con đây Lạng Sơn đây này. À, con đây Lạng Sơn. Còn con kia? Con kia Nghệ An đây. Nghệ An. Rồi còn con nào nữa không? Dạ, con chứ. À. Đồng đi cao. Tới này em chạy xe rồi em ra ít chim trăm lắm. À. Dạ. Để lên con. Ồ, chim mà nuôi mà hết nước luôn kìa. À, nhà bạn đây cũng ở gần chỗ mình cả nha. Cũng khá là gần. Khó quay quá ta ơi. Khó quay. Đang đợi bạn sắp thêm một con nữa.
Còn con này thì sao? Con này luôn á. Con này nó bị ăn quên gốc rồi. À, quên mất gốc à? Dạ. Rồi ba con chim này mình chia sẻ làm sao vậy? Chia sẻ em giá 1 triệu thôi. Em thấy được. 1 triệu một con hả? Dạ, mốt 2 con kia 1 triệu và con kia 700 thôi. À, con ngoài cùng hả? Con ngoài cùng. Bên tửa hả? Là 700. Dạ. Còn 2 con này là 1 con 1 triệu. Dạ. Ồ, giá hợp lý quá ta. Nhà mình đang nuôi cám gì vậy? Em nuôi cám Thế Vinh này. Thế Vinh? Dạ. À. Thế Vinh này cám bụi, cám mát. À. Cho cám mát. Con này thì là... con ngoài cùng này thì nó đứng lông 18, nó đứng lông 18% đây. À. Dạ. Vậy là 2 con lòng tê là 1 triệu một con. Dạ. Còn con lòng gỗ cam xe là 7 sậy. Dạ. Giờ em xả lỗ hết mà. À. Dạ. Thời gian bệnh cũ quá, tới chạy xe dài dài, chạy với ông cầu em á, chúng ta à. Khi lệnh chim nó quen nhà nó cũng yếu hết rồi ha. Dạ, nó do em đi làm hay nhà cái kè chơi xíu rồi ra nó ít chim, nó ít đấu ấy. À. Dạ, con này thì đi dàn thì được 5-6 lần rồi. À. Dạ, mới nằm bia này, cho em đâu cho bôi rửa, nó không có thay đổi. À. Con này giờ mấy con này giờ đợi về rất long thôi, đợi bổ hết mà. À. Dạ. Ủa, là sao? Là 3 con chim này mình nuôi chưa rất long luôn? Dạ, em mới nuôi chưa rất long ấy. À, chưa rất long luôn. Dạ, dạ. Con này cúc đẹp lắm. À, cúc đẹp. Còn hai cái con có lòng giữa nó rê cùng ngang đẹp lắm. À, con lòng giữa nó rê qua đi lại. À, con lòng giữa là nó rê cùng ngang. Dạ. Chúng ta còn cái con kia thì em mới bắt thì em chưa biết. Em thấy bọng hay quá thì em bắt. À, mình bắt ở đâu vậy? Em bắt trên chốc anh nghỉ kìa. À, bắt con cháu không vậy? Dạ, dạ. Cái chủ chị chim bồi thử đấy. À. À. Em thấy thay đổi tốt quá, bọng hay quá thì em bắt. À. Dạ. Nói chung mấy con này em bắt giá cao lắm mà thôi em. Ủa, rồi như cái con lòng là lòng Thái ngồi đây mà mình bán cả chim cả lòng thì nhiêu tiền? Lòng đó em mua 1.6 đây. Từ sao? Lòng em mua 1.6 đó. Từ sao? Dạ. Nhưng mà bây giờ mình thanh lý cả chim cả lòng luôn chứ là thanh lý chim không? Anh thì sẽ sao không được. Anh thích thì em để lại anh thôi. Là cả chim cả lòng là nhiêu? Chim cả lòng thì tầm anh em khó nói nha. Thôi anh cứ em thì sao không được. Anh cho em mệt tuổi quá em chia lại cho anh 100 nhiều quá. Đồng ra anh chia cho anh lại để anh... Nhà mình nhiều chim lắm, nhà mình nhiều chim mà đến nỗi không có lòng nhốt luôn. Dạ, anh cứ lấy chim lấy cả lòng luôn. À. Lòng bao nhiêu đó mày? Nhiều, lòng đó nhiều. Lòng em mua 16 thì em thôi, để em chịu thôi. Tiền. Dạ, còn lại. Vậy là chim với lòng là 2 triệu. Dạ. Rồi cái lòng bên kia thì em mua có 700 nè. À. Lòng giữa mua có 700 thì em thôi. À. 300 thôi. À. Rồi cái lòng ngoài, lòng bên cùng thì anh bắt chim anh cho anh lòng luôn. Khoai. Hơi gì cho lòng luôn. Dạ. Rồi giờ. Giờ mình con đầu tiên thì anh thấy đây đẹp không? À. Con rửa nó lưng tôm anh ấy. Nó mình nắm dài đồng, dài đòn. Để bây giờ mình đợi xuống dưới đi. Cái dây pha đồ này nó nằm cái chiều dọc á. Cái mình quay nó khó quá. Ôi cả nhà ơi, cái lồng này đẹp ghê cả nhà. Cái lồng đẹp thật. Đẹp lắm. Lồng thái cao. Bên trên là nan dày. Thái cao bên trên là nan dày. Đó, anh em nhìn nè. Thấy không? Cái lồng đẹp cực kỳ luôn nha. Lồng đẹp mà chim cũng đẹp. Bạn đi chạy xe á. Bạn đi chạy xe cho nên là bạn có nhắn tin cho mình, hai anh em nhắn tin trao đổi thì bạn chia sẻ chim để đi làm. Để zoom gần lại cho anh em xem nè. Lòng đẹp.
yếu. Vậy là ủa cái nghề chụp ảnh mình làm không được nữa sao? Ý là em không thích bon chen này, chụp hình nó bên chụp hình nó nhiều mạng lắm. Nó à. Không thích bon chen thì em ra thôi. Ủa mà mình làm nghề chụp ảnh là làm gì bon chen ta? Ý là thị phi anh nè. Mấy thị phi hả? Đâm chọc nhau giống anh thấy anh đang làm được luôn. À. Là nó đi làm, em đi làm Hà Lan thế. Là em chụp nhiều tiệm, em ra thợ khác tới anh thấy mình làm được, em ra nó xấu ấy. Tiếng ra tiếng vào nó không hay. Thì cái nghề gì chả dạy, cái dạ. Nghề gì nó chả đâm thọc. Nghề giờ làm nó áp lực khi này nổi kia. Em thấy từ ngày em xin đứa thứ hai này đâm ra, em cũng xin xong đứa thứ hai xong em thấy mình chụp không được vậy thôi, mình nghĩ chứ. Mình à. Không ảnh hưởng tới khách hàng. Mình tại vì làm nghề gì nó cũng đâm thọc quá đó. Ngày xưa là mình làm trang trí nội thất là mình thấy nó cũng áp lực, giống như là mình phải lệ thuộc những cái người bên xây dựng á, bên công ty xây dựng á, hoặc là thầu xây dựng á, mình lệ thuộc. Ví dụ như họ mình không thích nhậu mà mình cũng buộc mình phải nhậu chẳng hạn. Hay là như anh em cùng nghề thì đâm thọc nhau. Mình nói thôi mình nghĩ áp lực quá, mình nghĩ mình làm YouTube. Mà tới khi làm YouTube nó còn ghê hơn nữa. Trời ơi, YouTube nó ghê hơn. Người ta chửi rồi người ta cà khịa đủ kiểu. Con này em thấy bộ đẹp. Con ở ngoài là vuông này. À, cái con này thì nó liền chim này mà nó yếu quá. Nó chưa bao lửa, em chưa bao lửa, thời gian đi làm miết. Con này thì cái phách cũng quá đẹp. Cái phách nó đẹp vậy đó, là đao yếm mà màu mặt. Con chim này nói chung không có cái điểm nào mà trừ hết á. Bộ nó thì cái bộ nó ngắn đòn. Nó ngắn đòn mà nó yếu quá. Nó rơi cũng ngang đẹp lắm anh. À. Em thấy em bị rất không nên trả cho mình làm biên. À. Em thấy nó sàn, nó đi lên ngang, nó xè qua, nó xẹt lại lên được. À. Nó rê cầu á. Con này rê cầu đẹp. Còn con này là cúc. Đâm ra để cho bộ cầu gốc. À. Con này để hai cầu thẳng. Đúng rồi. Còn con này mới bắt về bụi lông nó xấu lắm, nó nhát như vậy tung đi điên, mà bỏng hay lắm, con này bỏng hay. Ừ. Đến ba em mới bắt gặp màu vậy. Mà chim cái... ai sao nó bộ nhỏ nha. Ừ. Hả? Cái con này thì mình ống nó dài đòn cực kỳ luôn cả nha. Nhìn ở bên ngoài nó còn dài ác nữa. Quay video mình còn thấy nó dài rồi đúng không? Nhưng mà nhìn thực tế bên ngoài nó dài lắm. Nhìn thực tế bên ngoài nó dài cực kỳ luôn. Còn con này thì con bổi góc màu cũng dày vậy nha. Con màu con này còn nhát. Nhát, tới là cái này tụt đâu quá. Đủ em bắt về nó thì em nào lên mà. Thấy bộ con này cũng đẹp, cũng nhìn cũng liền chim. Bộ yếm đẹp anh. Ừ. Rồi chim bây giờ cùng một đà nó yếu quá. Nó em chưa vào lửa. À. Em đi làm biết, tụ biết em đâu có chăm được đâu. Vậy thôi bây giờ vậy nè. Bây giờ mình lấy cái con giữa với cái lòng. Dạ. Là 2 triệu đúng không? Dạ. Còn cái con này chim lòng là bao nhiêu? 1.3 triệu. Chim với lòng luôn là 1.3 triệu. Dạ. Còn cái con kia 700 cho cái lòng. Con bởi. Chim kia là bán 700 cho luôn cái lòng. Dạ. Tình hình bây giờ mình lấy một con với một cái lòng. Dạ. Tối mình up video lên á, những anh em mà người ta nhìn, người ta coi, người ta thích á. Dạ. Là người ta sẽ liên hệ mình lên mình lấy giùm cho. Dạ, dạ. Đó, bây giờ mình lấy trước cái con giữa. Dạ. 2 triệu chim lòng nha. Dạ. Con này là 1.3 triệu chim lòng. Dạ. Con kia là 700.000 tặng luôn cái lòng. Tặng cái lòng. Đó nha. Tình hình mình lấy con giữa nha cả nhà. Còn hai con hai bên á, anh em nào quan tâm á, liên hệ với mình. Cái video của mình á, cái phần mô tả video á, nó đều có thông tin số điện thoại của mình hết. Đó, có nhiều anh em không biết á, nhấp vô cái tiêu đề á, nó sẽ có cái phần mô tả. Đó, anh em liên hệ mình bắt mình gửi cho anh em luôn nha. Tại vì bạn thanh lý chim để bạn đi làm á. Đó, dạng vậy. Cái con chim này để mình quay lại cho anh em xem nè. Chim này 1.3 triệu, chim với lòng cực kỳ ngon nha. Cái lòng này chỗ mình bán cũng khoảng 700-800 ngàn. Đó, 700-800 ngàn với con chim nữa có 1.3 triệu. Chim thì bận rộn không có chăm cho nên nó yếu lửa cả nha. Chứ con chim này rất là đẹp luôn nha. Mình cũng đang muốn bắt nhưng mà mình không đủ tiền.
Đó, anh em nào quan tâm thì liên hệ mình. Lòng nè. Cây lòng đây hình như của ông Dũng làm hay sao á? Dũng cháy hả? Không, cái ông Dũng lòng chim trên phố á. Dạ. Cái mẫu lòng đây hình như của ông Dũng làm á. Ông bán hình như có 700-800 ngàn cây á. 700 ngàn đây, 700 ngàn. Còn cái cây lòng giữa đó mình mua đâu vậy? Em mua trên phố luôn đó, em mua thằng tèo chim, thằng bạn đó. À, mua tèo tèo chim. Để em chiều 6 á. À rồi. Còn con kia thì kia thì lòng cam xe. Cây lòng cam xe đó nó cũ cũ vậy thôi nha cả nhà. Chà rửa mua một cái chai sơn bóng phun lên là nó mới tinh, nó đỏ hỏn à. Cây đó là nâu nâu đồng cối đá chắc lắm. Chắc 700 ngàn. Mua chim tặng lòng. Đó, con này thì 1 triệu 3. Đó, chim lòng. Con chính giữa này thì 2 triệu chim lòng. Thôi được hả? Chốt kèo đi, bắt tay cả. Có gì có ai quan tâm á, quan tâm cái mình bắt giùm cho. Dạ. Cho số tài khoản ha, mình chuyển tiền cho. Con quá đẹp. Không chê luôn. Ồ, chim thần hết rồi chứ, thần hết rồi. Tay em thôi. Chim này hình như là mình nuôi bị thiếu nắng nè. Dạ, em đi làm, em đi trong, em đâu có phơi nắng đâu. Thiếu nắng, chim bị thiếu nắng, cái con chim này cái chân nó trắng. Cái con giữa kia cũng chân nó trắng kìa. Chim bị thiếu nắng. Dạ. Ok. Tình hình mình chia sẻ được một chuyến binh này nha cả nhà. Đó. Ồ, áo lòng mới tinh luôn. Dạ, mới bắt mới lấy lòng thôi. Ngon ta, từ. Trời, quá đẹp. Như thế là tiên cho bà coi. Con này lúc nãy mình thấy nó cúp xe đẹp lắm nha cả nhà. Con chim này rất là dài đòn. Nhìn bên ngoài nó rất là dài luôn, nhưng mà quay video thì anh em nhìn thấy nó cũng dài đúng không? Dài nhưng mà nó cảm giác nó bình thường. Nhưng mà thực tế con này nhìn bên ngoài nó dài, dài thòng lọn. Cúp xe đẹp lắm cả nhà. Bộ đao bộ yếm cũng đẹp. Còn cái cây lồng thì thôi đẹp miễn bàn. Cây lồng đẹp miễn bàn. Đây. Cái nắp lồng này cả nha. Đó, cái nắp lồng đẹp ghê không? Nắp chữ H. Đẹp. Ok. Tình hình lại một em nữa về đội. Anh em nào mà quan tâm hai chiến binh kia hú mình nha. Rồi mình sẽ liên hệ cho anh em. Đó, ok, tình hình mình đi về đây. Cho mình số tài khoản ơi. Cho mình số tài khoản mình chuyển tiền luôn. Để ra trước luôn. Ủa vậy là mình hai đứa à? Dạ, hai đứa. Hai đứa. Đồ. Cả nhà nghe cái giọng của em nói chưa? Cái giọng phải nói rất là rác luôn nha cả nhà, rất là rác luôn. Tình hình thì mình đã về tới nhà rồi nha. Ngày hôm nay cũng phải nói là một ngày rất là tuyệt vời nha cả nhà. Cái bạn này mình có trao đổi với bạn. Mình có trao đổi với bạn là bạn đi làm, đi chạy xe. Cho nên là bạn không có nuôi được nữa, bạn muốn chia sẻ lại mấy chiến binh. Đó anh em nhìn nè. Cái con chim này nó phải nói nó dài mà mình chưa thấy con chim nào dài như nó. Không phải là cái độ dài con chim nó quá dài cả nhà. Nhưng mà nó dài so với cái ngoại hình của nó. Đó cả nhà hiểu không? Tức là nó dài so với cái ngoại hình của nó. Để mình thay cái tấm lót lòng thương hiệu của mình một cái nha. Cho nó đẹp. Đó, thay cái tấm lót lòng thương hiệu một cái. Nó dài so với lại cái ngoại hình của cái con chim. Thì nó quá dài cả nhà, nó dài. Mà chim dài đòn người ta gọi là gì ta? Trường đòn hả? Trường đòn phải không ta? Chim ngắn hay gọi là ngũ đòn. Chim người dài đòn người ta gọi là trường đòn, không lẽ là trường đòn ta? Đó, đại khái là như vậy. Nói chung là nó rất là dài. Mình vào mình nhìn một cái là mình ưng liền luôn cả nha. Mình nhìn thấy một cái là mình ưng liền ngay lập tức luôn. Bạn nói cái giá thì nó hợp lý quá cả nha.
Đó, nói cái giá nó hợp lý quá. Chim với lòng 2 triệu. Mà cây lòng cũng phải nói rất là đẹp. Con chim thì đẹp cúp C cả nha. Chim thì bỏ bê, cho nên là nó rất là yếu. Nó rất là yếu cả nha. Nhưng mà con này mình nhìn là thích liền cả nha. Lúc nãy thì bạn nói 2 triệu, nói chung hợp lý quá, cho nên là mình lụm luôn cây lòng. Sẵn bạn thanh lý chim lòng luôn á. Nè cây lòng nè. Wow, đã quá nha. Cho nên là giao dịch cũng khá là nhanh nha. Mà giao dịch nhanh quá thì cũng không có cái gì quay cho anh em xem. Đó, thay tấm lót lòng thương hiệu Quốc Hà Tân vô nhìn khác liền. Trong lòng mình cũng có một con bổi đó cũng khá là dữ. Con bổi đó cũng khá là dữ. Để mình né coi thử con bổi đó nó bay qua thử đấu không. Đấu không nha. Chim thì yếu lắm, yếu xìu à. Yếu lắm. Để zoom lên cho anh em xem. Giao dịch nhanh quá không có quay được cái gì luôn đó nha. Nó hợp lý thì thôi mình mua liền luôn chứ bây giờ nói gì nữa giờ. Nhiều khi không khéo còn sợ bạn đổi ý nữa. Đẹp ghê cả nha. Nè. Đó anh em nhìn thấy không? Cái con chim này phải nói nó dài đòn ghê nha. Nó dài đòn phải nói ghê luôn. Cái này không lẽ gọi là trường đỏ hả ta? Trường đỏ ngắn đầu người ta gọi là ngũ đỏ. Dài đòn gọi là gì ta? Ôi ai làm gì ồn dữ ta? Nhà ai đang test loa? Ok. Ồn con. Chim đang khá là yếu cả nha. Chim này hình như là bạn không phơi nắng luôn sao? Ít phơi nắng. Cái chân nó trắng cả nha. Nó hơi trắng. Nhìn là biết liền à. Con chim nó thiếu nắng nhìn là biết liền. Mà con này cái bọng của nó đanh. Cái bọng của nó phải nó đanh. Nghe nó đanh nó rát lắm cả nha. Lúc nãy nó ra bộ nó cúp xe. Đó anh em nhìn thấy không? Con chim phải nói mình ống mỏng lông mà nó dài đòn dài kinh khủng. Đó, ok. Tình hình sáng ngày hôm nay lại tiếp tục một cái video ngắn ngủn nữa nha cả nhà. Một cái video ngắn ngủn nữa. Bây giờ này cũng 11:20 rồi. Thôi kệ đi, ngắn ngủn thì up ngắn ngủn cho anh em xem cho vui nha. Với lại là những anh em nào mà quan tâm á. Quan tâm chiến binh này với cái lòng này thì liên hệ mình. Đó, còn nếu mà quan tâm hai chiến binh còn lại thì liên hệ mình để mà mình kết nối với bạn nha. Bạn muốn chia sẻ để mà bạn nghỉ, bạn đi làm. Đó, bạn đi làm, bạn đi chạy xe cả nha. Thôi, video đến đây thôi. Hẹn gặp lại cả nhà video sau. Bye bye cả nhà.